Giữa cơn mưa to, sóng lớn ngày 29 tháng 5 năm 2020, xuồng cứu nạn của tàu SAR-412 vẫn đang nỗ lực tiếp cận tàu cá QNA-90478 để cứu một ngư dân gặp nạn. Tàu cá này do ông Trần Hồ ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng. Trước đó vào trưa ngày 28 tháng 5, ngư dân Nguyễn Tấn Huân, 53 tuổi, đang đánh cá tại khu vực bãi cạn Barclaysfield, phía đông nam quần đảo Hoàng Sa thì bị tai nạn lao động, té ngã chấn thương nghiêm trọng vùng lưng. Các ngư dân đã chăm sóc tích cực nhưng ông Huân càng đau dữ dội vùng thắt lưng, tiểu tiện ra máu. Thuyền trưởng Hồ đã phải báo nạn về Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng MRCC và được nối máy đến Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng. Các bác sĩ chẩn đoán ngư dân bị tổn thương cột sống, gãy nhiều xương sườn trái, xuất huyết trong do tổn thương thận. Đà Nẵng MRCC đã phải điều tàu SAR-412 đưa bác sĩ 115 lên đường ứng cứu. Đến sáng ngày 29 tháng 5, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá, triển khai đội ngũ bác sĩ cấp cứu ngư dân Huân trong tình trạng nguy kịch, suy yếu do cơn đau kéo dài. Nhờ được cấp cứu và đưa về bờ kịp thời, nạn nhân bước đầu qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng. Lúc 21 giờ đêm ngày 29 tháng 5, tàu cứu nạn SAR-412 đưa ngư dân Nguyễn Tấn Huân về đến Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.